cái hai là vì sao pháp chân thật là pháp cao thượng nhất, đức tin nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp là pháp dẫn đầu các pháp, nhưng lại không phải cao thượng nhất như pháp chân thật, pháp dẫn đầu pháp đầu khác pháp cao thượng thế nào? Lại một lần nữa là do vị này đọc sai và hiểu sai. Một lần nữa sư nhắc lại nha, là cái bản dịch của ngài Minh Châu, ngài dịch ổn nha, bản dịch của ngài xài được nha, chứ không phải xài không được rồi mình đi mình bỏ, rồi mình đọc ở cái chỗ này chỗ kia rồi mình hiểu sai, mình tội nghiệp lắm. Bản dịch của ngài xài được nha. Đây, cái pháp chân thật đưa đến, pháp chân thật đưa đến cái tiếng tốt, tức là đưa đến cái danh xưng, là cái danh tiếng, cái tiếng tốt, cái uy tín, chứ nó không có phải là như vị này hiểu nhầm là pháp cao thượng nhất thì không phải nha. Thành ra nhiều lúc cũng kẹt quá. Và để chắc chắn thì khi mà sư coi cái này thì sư có đọc cái bản Pali nha, sư đọc bản Pali nha, đọc sư có đọc Pali và chú giải thì cho nên sư mới khẳng định là bản dịch ngày Minh Châu ổn, tức là không có sai, không có chuyện là trong kinh lẫn chú giải không hề nói pháp chân thật là pháp cao thượng nhất nha. Rồi. Còn cái hồi nãy đó là cái này A-la-quá-cá hỏi là làm sao để có được bạn hữu, thì Đức Thế Tôn mới nói là cái việc bố thí sẽ đem lại bạn hữu. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi nha, quay trở lại câu hỏi trước thì chỉ đơn giản vậy thôi, giống như đứa con hỏi bà mẹ thì bây giờ con đói bụng quá làm sao má, thì bà mẹ chỉ đơn giản nói là con ăn cơm là con no thôi. Cái đó là câu trả lời bình thường của bất kỳ bà mẹ nào, chứ không có bà mẹ nào mà đi bây giờ con ăn cơm cũng con ăn cơm ha, còn không thì bây giờ con cũng có thể ăn cháo nè, ăn hủ tiếu nè, ăn mì nè, ăn cái này ăn cái kia, bà mẹ bác liệt kê ra cho một loạt mấy cái danh sách thì nó chỉ làm phiền thôi, mất thời gian, đứa nhỏ đầu nó cũng sẽ bị loạn, trong khi đó cơm có sẵn bà mẹ chỉ nói là con ăn cơm được no đủ rồi ha. Và nhất là trong trường hợp này đó, Đức Thế Tôn cần trả lời chính xác với câu trả lời của Đức Phật quá khứ. Tức là Đức Phật quá khứ khi mà Ngài trả lời câu hỏi này đó, thì Đức Phật quá khứ trả lời như thế nào, thì bây giờ Đức Thế Tôn cần lặp lại câu trả lời y chang như vậy để A-la-quá-cá nhớ lại câu trả lời. Tại vì cái câu hỏi này đó là cái đoạn đối đáp này là xuất phát từ Đức Phật quá khứ, bà mẹ của A-la-quá-cá, của dạ sao A-la-quá-cá nhớ, nhưng mà tới tới khi mà tới đời A-la-quá-cá thì chỉ còn nhớ câu hỏi thôi, không nhớ câu trả lời. Nhưng không nhớ không có nghĩa là không biết, chẳng qua là quên, cần cái người nhắc bài đó, cần nhắc bài để nhắc cho nhớ lại. Cho nên Đức Thế Tôn không trả lời khác mà Ngài trả lời y chang Đức Phật quá khứ. Phải hiểu như vậy. Chứ không thể nào mà mình nói là tại sao còn nhiều phương pháp khác có bạn hữu Đức Phật không nói mà Ngài chỉ trả lời có như đây. Cái đó là do mình nha, cái đó là do mình chứ không phải do Phật nha. Còn cái chuyện là cái pháp cao thượng nhất, thì chỉ có trong kinh á, là chỉ nói là cái vị ngọt mà tối thượng nhất á, là chân lý. Chân lý nó khác chân thật nha, chân lý nó khác chân thật nha. Chân lý ở đây là gì?
Để coi xem. Chân lý ở đây đó là chánh pháp, chân lý là chánh pháp, thành ra là mình phải đọc kinh cho nó cẩn thận, chứ còn mình đọc ba chớp ba nhán mà rồi mình lại đi mình hỏi nhau thì nó mất thời gian nha.